Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì nha, cho biết mình là một seller bán homestay tây. Facebook của mình là Facebook Bay Hay Gác. Còn không, các bạn vào cái bay của mình. Bay của mình là Bay Super Gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào thì các bạn cứ gửi hình cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu Gucci. Rồi, bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi luôn nha. Ở đây, nhìn tay mình là một cái bóc. Thì cái bóc thường thường thì đa số nó sẽ mở ra mọi người nè. Nó sẽ cong cái khúc này nhiều quá, thành ra là mình có dán cái băng keo lại. Thì cái này mình các bạn bỏ qua cho mình xíu ha. Lâu lâu thì nó sẽ có những cái bóc này nó nguyên vẹn luôn, nhưng mà lâu lâu thì cái bóc này nó sẽ bị lỗi xíu nha mọi người. Mà đây thì đây là cái bill của nó mọi người nè. Đây là cái bill photo nha mọi người, tại vì mình có mua nhiều bill bên trong á. Mình có mua nhiều cái túi bên trong á, thành ra là mình phải photo ra cho khách hàng ha. Và nó sẽ có những cái giấy tờ đó của thằng Gucci. Và đây, đây là cái dust bag của nó mọi người ha. Và đây thì hôm nay mình có cái em Gucci phiên bản Moon mọi người ha. Phiên bản Moon này thì nói chung là mình thấy nó ra cũng mới đây mọi người à, thành ra là rất là hot. Cái này cái kiểu của nó cũng như là Prada mọi người. Nó dạng như là mình kẹp bên hông này nè, đó. Nói chung là nữ mang sẽ ok hơn, tại vì nữ thì cái tướng nhỏ hơn thì mang kẹp sẽ ok hơn mọi người ha. Họ là sách, sách đi cũng được nè, sách đi thì các bạn có thể tăng đơn hay có size của bạn, các bạn cũng được luôn. Ở mặt trước thì nó là phiên bản Marmon Moon á, thì nó cũng giống như những phiên bản Marmon khác thôi. Nó cũng có một cái logo của Gucci và nó làm kiểu như là mềm mềm mọi người ha. Đó, những cái phần mút này nó làm độn độn lên á, giống như những phiên bản Marmon khác thôi. Và ở mặt trước thì nói chung là nó làm kiểu như là đứng được nha mọi người. Nè, đứng được nè. Và cái màu này là màu trắng luôn mọi người à. Nó có một cái màu kem mà là màu trắng à. Thì cái này làm phiên bản màu trắng mọi người ha à. Ở ngoài thì nó sẽ hơi kem kem một xíu, nhưng mà tùy theo cái góc độ và cái ánh sáng của nó mọi người ha à. Và phần logo cũng làm giả cổ mọi người nè. Hai bên hông sẽ có một cái móc nữa để các bạn móc cái dây các bạn đeo vào mọi người. Đó, các bạn thấy không. Mặt sau thì không có gì hết mọi người ha. Mặt sau là trơn hết luôn. Và ở dưới nè, nó sẽ có một phần da đó. Thì cái em này giống như cái em phiên bản Plop của thằng Louis Vuitton mọi người à, nhưng mà nó có vẻ là nó sẽ nhỏ hơn đó mọi người. Thì theo mình thấy thì cái này nó cũng sẽ cái kiểu của nó là nó gọn hơn. Thằng Louis Vuitton mà lớp á mọi người thì nó sẽ banh ra một xíu. Còn thằng này là kiểu như nó làm gọn gọn hơn nè. Các bạn có thể xách hoặc là đeo cũng đẹp luôn. Và ở bên trong thì cái phần khóa này thì nó cũng làm kiểu như là hình bầu luôn mọi người. Đó, các bạn mở ra thôi. Ở bên trong thì nó sẽ cho các bạn một cái dây nè. Thì cái em này tầm size khoảng 21, thành ra là các bạn được iPhone 14 Pro Max dư sức mọi người ha. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái ngăn và nó có một cái móc này mọi người nè. Cái móc này như các bạn đựng chìa khóa các bạn móc vào luôn các bạn à. Nó thiết kế riêng là cho các bạn móc chìa khóa hay là móc những cái gì đó à. Chứ thật ra là cái này nó nằm bên trong nè, các bạn có thể lấy ra được nha mọi người. Đó, nó có một cái móc ở trong đó các bạn lấy ra được. Và bên đây thì nó cũng sẽ có một cái ngăn thẻ nè, các bạn đựng thẻ. Và ở bên trong nó làm bằng chất da lộn, thành ra là nó mềm mại mọi người ha. Thì mình thấy bên trong nói chung là nó tầm khoảng 20 mấy nè, 21 nè. Mặt cái điện thoại tầm khoảng 16 thôi, các bạn bỏ vô vẫn ok ha. Thì tuy là cái phần miệng á, cái miệng thì cái phần mà nó làm dạng như là mặt trăng á, lúc nào nó cũng sẽ bị nhỏ hơn một xíu, nhưng mà các bạn lấy từ từ thời gian sau các bạn sẽ quen thôi ha. Và đây là cái dây của nó mọi người nè. Dây này dây kim loại thì nó cũng làm giả cổ luôn mọi người, nó kiểu tặng kèm theo để các bạn mang đó mọi người. Đây, cái phần dây này nó làm giả cổ hết luôn mọi người ha, nó không có làm kiểu như là ánh, thành ra là các bạn mang thoải mái, không có sợ bị giờ chày. Tại vì nếu mà nó làm bằng kim loại mà bóng á, thì khi mà chày nó sẽ hơi xấu nha. Bây giờ mình sẽ thử gắn cho các bạn xem. Đây, rồi khi mà mình gắn vào các bạn thấy không? Nói chung là nó thiết kế cái dây này rất là tiện, các bạn có thể tháo ra hay là các bạn móc vào nó dễ hơn. Thì nếu mà các bạn không thích đeo thì các bạn có thể tháo ra và các bạn xách nó dễ hơn. Nó sẽ không có bị toàn ten cái dây này. Đó, thì theo mình thấy thì cái túi này nó cũng size nó cũng vừa mọi người. Thật ra là khi mọi người đeo nó cũng đẹp nè mọi người thấy không? Đeo nhìn nó cũng xinh, hoặc là các bạn xách nó cũng đẹp luôn. Đó, nếu mà xách thì các bạn nhớ tăng đơ lại cái size nhỏ nhất để cho cái này nó gọn lại, nó không có bị rộng ra vậy mọi người ha. Còn nếu mà các bạn muốn đeo bên hông thì các bạn để gì các bạn đeo, nhưng mà các bạn nhớ tháo này ra nha. Thì cái túi này mọi người nó có màu một cái màu giống như là màu hồng á mọi người, màu hồng mà cứ như hồng đậm á.
và một cái màu này và một màu đen nữa mọi người. Đó, các bạn thấy không? Thì cái size của nó tầm khoảng 21 thì mình thấy là nó quá ok rồi mọi người ha. Còn nếu mà size to hơn nữa thì giống như cái Prada hay là những cái túi mà hobo khác thì cái đó thì mình tùy theo mọi người nữa. Có nhiều người thích mang to, có nhiều người thích mang nhỏ. Nhưng mà đa số mình thấy Gucci thì tầm khoảng size này là ok rồi mọi người nè. Nó vừa tầm rồi, nó không có bị quá to. Còn nếu mà to quá thì các bạn mang đeo bên hông á mọi người, đeo chéo á thì nó sẽ nhìn nó sẽ hơi xấu, vậy nó sẽ to cái người mình đi á. Em này á mọi người, nếu mà màu trắng á thì cái mình có cái giá rất là cao, tầm khoảng 2 mấy triệu. Còn nếu mà các bạn mua màu đen cái màu kia nó sẽ rẻ tiền hơn. Thì cái này nếu mà mọi người thích thì mọi người cứ inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, nếu mà mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe cho kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một tim ở bên TikTok nha. Rồi, bye bye cho mọi người.